đây thì mình chỉ đi bằng đi ở trong những cái con sông và những cái con mương mà nước nó tĩnh thôi. Và chiếc vỏ lãi này nó rất là chồng chềnh luôn. Thì mình phải ăn ở nhà dân như thế này thì nó mới hiểu cái những cái khó khăn cũng như những cái thú vui. Và đây là thấy vui nhiều hơn khó khăn á. Cô bác anh chị thấy một cái nồi cháo này là có đặc biệt không? Ở ngoài nó lèo. Đây, đây là một cái nhà giữa biển tiếp theo mà cô bác Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác anh chị, đó là nhà của anh Hai. Bên cửa sổ gì là cái cửa nè. Một cái cửa độc nhất vô nhị luôn nè, đúng không? Thưa cô bác quý anh chị, sáng nay vào một buổi sáng á, thì trong lúc mình vẫn còn đang ngủ thì anh Trí đã chuẩn bị những cái ly trà uống sẵn nè. Những cái ly trà uống giữa một cái cảnh biển như thế này thì thật là hữu tình luôn á. Và ở đằng này là cái những cái can này cô bác quý anh chị biết để dùng làm gì không? Không phải là để dùng để lội đâu, mà những cái can này dùng để gì đó, đựng nước ngọt. Và mỗi một can như thế thì anh Trí phải mua 2.000 đồng để sử dụng cho việc tắm rửa và nấu nướng của mình. Ở đây thì anh Trí muốn sạc điện thoại, sạc pin thì phải có một cái máy phát như thế này. Và anh Trí thì ở đây vẫn đang lụi hụi, người ta trong em người ta gọi là luộc cơm. Có nghĩa là cơm hôm qua mình nấu cháo, hôm nay lại gọi là luộc cơm. Và cái món mà anh Trí luộc đó là cơm với lại đó, con gì đâu rồi? Con nghèo, con dồm xanh. Dồm xanh. Đây là một ngày, một buổi sáng đầu tiên mình đang ở cạnh biển như thế này. Thiệt là thương anh Trí ghê á. Luộc xong cái này mình nêm lên không? Nêm. Nêm chứ hả? Xào cái con này lại à, cho nó thả miệng đó, tôi gỡ ra thấy là xào lại cho nó thả vô đây. Thả ở đây luôn. Thả, bỏ hành rồi vô đó, nó ngon ha. Ngon hay không nội mình nêm thử mới biết, chứ đâu về nấu thì cái nào cũng vậy, ăn thôi mình văn vọng mình nêm mà. À không? Đúng rồi. Cái món gì cũng vậy, ăn thôi mình nêm là ngon là ngon. Và hôm nay ngoài đây nhìn ra ngoài kia biển là đẹp trời luôn á. Cô bác quý anh chị thấy không? Ở đây nữa nè, cái này là quan trọng nè cô bác quý anh chị. Đó là cái cây này. Cây này tại sao cô bác quý anh chị biết để bọc mũ lấy không? Lý do là cho những cái con hàu á, nó không bám vô đây. Nếu như một con hàu bám vô đây thì nó sẽ làm gì anh? Nó sẽ ăn mòn cái cây này mau hơn, và nước biển nó sẽ ăn mòn mau hơn. Nên mình bọc những cái cây cột chính là anh Trí phải bịch như thế này nè. À, nó sẽ lâu hơn, mặc dù nó cực hơn ha. Và các cái nhà như thế này cũng là 20 mấy triệu đồng, đâu phải đơn giản đâu. Người đàn ông đảm đang ha. Bên kia là một cái núi, bên kia xa xa là một cái núi nữa, nhìn đẹp lắm á. Anh Tí thì đang lột những cái con dồm xanh đó cô bác quý anh chị. Vì cái đoạn clip này mình quay không có thu được tiếng nên thành thử ra mình phải lồng cái âm thanh vào. Nhìn cái chén dồm xanh mà anh lột, nhìn thấy ngon ghê không? Lấy cho cô bác quý anh chị xem nè. Chúng ta nhìn thấy nó rất là ngon luôn. Và cái con này ở ngoài chợ đó thì người ta ít bán lắm. Và đây là một cái đặc sản mà rẻ tiền nè. Nhìn ngon quá luôn á. Bây giờ đem vô để mà mình chuẩn bị, mình bỏ vô cái nồi cháo mình mới vừa luộc thôi. Và trước khi luộc thì chắc cũng phải xào sơ lại miếng ha. Nãy giờ thì mình làm công việc thì anh Trí vẫn đang mải mê sắc hành để mà bỏ vô cái nồi cháo này. Và cái nồi cháo này xong đó hả anh Trí? Anh Trí ơi, cô bác của anh chị có thấy nồi cháo này đâu phải là nồi cháo huyết thôi, nhưng mà thật ra thì nó rất là ngon ha. Và đây nè, nước nó sôi ùng ục ùng ục luôn. Đây là đặc sản của dùng Kiên Lương nè. Đây con dồm xanh. Con dồm xanh này thì nhỏ nhỏ nó đeo bám, người ta không có ăn đâu, người ta phải đợi cho nó lớn. Và đây là con tôm ha, bỏ vô tí mực, khô mực anh Trí. Khô mực hồi tối á mình hái bỏ vô cho nó thơm nha. Dạ. Ngon lắm. Quý anh chị ơi, bây giờ cái nồi cháo của mình đã xong rồi nè.
Và hôm nay thì để đi quay cái thước phim này để khám phá cho cô bác quý anh chị xem. Để mà có được những cái thước phim thì đôi khi mình phải ăn ở nhà dân như thế này thì nó mới hiểu cái những cái khó khăn cũng như những cái thú vui. Và đây là thấy vui nhiều hơn khó khăn á. Cô bác quý anh chị thấy một cái nồi cháo này là có đặc biệt không? Ở ngoài chợ thì không bao giờ bán đâu. Và nồi cháo này nếu như mà anh Trí bán 500 nghìn anh Trí cũng không bán. Anh Trí chỉ cho mình ăn thôi. Anh Trí ha. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái chén nha. Hai chén là được rồi nha. Đây để em múc cho anh một chén, em một chén nha. Đây một chén này con tiêu ha, gãi cho nó thơm ha. Ồ trời ơi, một miếng hành nha, một miếng hai con này đi nha. Anh tao có một thủ đấy thôi. Ta thôi là ít đồ lắm, đừng có bỏ vô để tao múc ba. Đây cái này có mật nữa nè cô bác của anh chị đó. Chén này tràn đầy dinh dưỡng cho năng lượng trong ngày. Một miếng tôm. Trời ơi trời. Chén cháo còn gì bằng. Nè anh, của anh nè. Nè đi, cái đó đi. Tao lấy múc khác cho. Nè mà nè. Quá trời mồi rồi bỏ vô đây cho tôi húp ăn. Dạ hả? Đi, nè, lấy này ăn đi. Ờ, đưa đây em. Ai ăn gì múc đó hả? Ê, cái chén cháo của mình đã xong nè. Ngon ghê chưa? Và đâu phải là đơn giản mà được ăn như thế này đó. Đơn giản mà có được đâu. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái muỗng thôi. Chắc mình phải làm luôn 3 chén quá. Ôi tắt được lửa anh. Mời anh Trí ăn cháo thôi. Khỏi. Em đơn giản lắm. Càng đơn giản càng tốt. Ngồi đây nè anh. Cô bác của chị ở giữa biển ha, gió lộng ha, ngon mày, mà ăn được chén cháo gì là ngon vô cùng. Sao em Niêm ăn được không anh? Được. Ngọt ngọt ha. Nhưng mà em làm thợ nấu được không? Cái gì? Em làm thợ nấu được không? Nấu cho vợ mày ăn được. Cơm tôm. Hộp gạo này nó không nở ta. Nó nấu cho nó nở nở. Nó ngon quá. Hôm qua giờ ăn toàn là những món mà ở trong đất liền không bao giờ có à. Cái con này của bác của anh chị, người ta gọi là con dợp. Và cái con dợp này ăn thì phải người dân ở đây người ta chỉ thì mình mới ăn được. Nên người ta không chỉ thì mình ăn nó sẽ bị đau bụng ha. Đau bụng với cái gâu của nó. Mời cô bác của anh chị nha. Ăn không ăn ngủ á. Món cháo này ngon nhất là gì anh Trí? Cái gì? Đối với anh ngon nhất là gì ạ? Ngon nhất là tao phải nước. Nước húp ngon là được. Ừ. Với lại ăn cộng hành á. Hành nó thơm ha. Ờ. Có cái hành này ngọt còn thơm. Sáng anh Tí anh phải làm những cái anh sắc hành tím sẵn của bác với chị thương anh ghê ạ. Anh Tí thì đó giờ không bao giờ chở đò mà gặp mình chở đi luôn. Sao đợt này mở du lịch cho khách được không? Mở du lịch cho khách được không? Tự lái cho khách được không? Không làm đâu hả? Ừ. Sao rồi? Làm cho khách là làm sao? Đưa đồ cho khách du lịch đó. Đưa cũng đỡ mà tao ấy đó nó không. Không biết hướng dẫn hả? Thường vô đó đâu ai hướng dẫn đâu, mấy địa phương mấy người đây ta đưa vô thì có mấy cái ông từ ông biết không, cái ông đó là không dám biết.
đưa mấy lần ta tự vô ta cúng lên người ta ra, không ai như không bái nhà mày, ta đi cúng vòng vòng mấy cái chỗ yếu lòng vua á, vòng khúc đó ta quậy á, chứ ta không có đi nghiêm hả? Nó chơi cô bác anh chị em nó mình vẫn đi chơi chứ đằng ga đâu có quay cái gì. Và hôm nay đến đây gặp anh Tí á là một buổi sáng như thế này, trăng thanh gió mát, và đặc biệt là ngồi ở giữa biển nữa, sóng này lại lăn tăn nhẹ, cái cảnh nó thanh bình, và đặc biệt nắng sáng ở đây gọi vào nó rất là êm luôn. Với lại mình thưởng nước một chén cháo như thế này là còn cái kế hoạch của anh em á, thì dự định là đi đi vợ lưới đằng này nè, hôm qua tối hôm qua mình văng, nhưng mà anh Trí anh nói là gió này thăm không được anh hả, chiếc vỏ nó bê phải không, phải nếu như mà biển mà lặn á thì bình thường ha. Thôi đành gác lại thăm lưới thôi, bây giờ mình đi qua bên kia mình chơi ha. Đang có mặt ở nhà anh Trí và sáng nay thì anh mấy anh em cũng đã húp cháo xong. Thật ra thì ăn cháo hải sản mà đều đặt cháo rất là ngon luôn cô bác anh chị. Và tiếp tục cái hành trình của mình thì anh Trí đang chuẩn bị dò lãi để qua nhà bên trại bên anh hai, thì sau đó mấy anh em sẽ tiếp tục cái hành trình là đi khám phá hòn đá lửa, một trong những cái hòn mà còn rất là hoang sơ mà chỉ những người dân địa phương ở đây người ta mới dám leo thôi, còn những người khách du lịch thì chưa khai thác du lịch bao giờ, và đó là một điều gây cho Bùi Hồ rất là hứng thú. Và hôm nay thì anh Trí sẽ là một hướng dẫn viên bắt đắc dĩ tiếp theo cho mình ha cô bác quý anh chị. Một lần hướng dẫn viên, một là người nhà, một là người thân, một là người anh sáng chăm loan uống trần à. Cô bác quý anh chị về có vài kiên lương này thì alo Bùi Hồ, tiếng Bùi Hồ sẽ cho số điện thoại của anh Trí tiếp tận tình tận nơi luôn. Nhớ dắt theo em gái em vợ gì nha. Cô bác quý anh chị thấy mình có nhăn không? Cái vỏ lãi á, nó nhỏ như thế này nè. Trước đây thì mình chỉ đi bằng đi ở trong những cái con sông và những cái con mương mà nước nó tĩnh thôi. Và chiếc vỏ lãi này nó rất là chồng chềnh luôn. Và ngày hôm nay ở biển Kiên Lương này thì biển đang động, và mình với anh Trí đang lái cho mình. Cái cảm giác mình ngồi nó cứ chập chờn, nó rất là sợ. Mình đang nói mà cơ thể nó không yên được luôn đó. Chạy đoạn đường ngắn thôi nhưng mà ghê lắm. Ơi, trời. Rồi, tắt. Cái chiếc ghe đánh bắt ở đằng kia kìa. Nó chạy mà mình nhìn từ xa, sóng kia giận sóng á, nó cứ là chập nhấp nhô á, nhìn nó ghê thiệt luôn á. Và mình ngồi ở đây mình có tưởng tượng là cảm giác không có được an toàn cho lắm, mà anh Trí nói không sao, cứ ngồi đi. Cô bác của anh chị kìa, thấy người ta đang kéo lưới kìa. Ủa, thấy không? Chào anh. Hey, có khách. Mình đã đăng đến cái trại của anh hai nè cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị thấy được cái trại của anh hai dưới này nuôi rất là nhiều con gì anh hai? Cá hả? Dồn xanh. Anh để cho nó đậu tự nhiên ha. Nó đậu tự nhiên. Dạ. Rồng á. Và hôm nay thì mình ăn con sò lông luôn, che nó vô rồi sò lên nhích. Dạ. Lấy dây lên. Ở đây này anh hai anh nuôi mấy con dòm xanh. Khác với lại của anh Trí, cái trại của anh Trí thì mới cất đây thôi, nên là nữ là chưa có nuôi giống như anh hai như thế này. Cô bác của anh chị nhìn thấy đẹp không? Mình nhìn thấy lý tưởng lắm luôn á. Cái thằng camera nó lèo. Đây là một cái nhà giữa biển tiếp theo mà cô bác Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị, đó là nhà của anh hai, là nhà của hàng xóm của anh Trí hôm qua mới giao lưu chung với mình. Ở dưới nhà thì được cũng giống như là nhà của anh Trí thôi, ở dưới thì cũng quấn những cái miếng bạc để mà cho những cái con hào nó đậu nó không ăn, và anh hai thì vẫn ở trên kia, và rất là nhiều lưới luôn chứ không phải là một lưới đâu. Và anh hai nhà của anh khác với nhà của anh Trí là anh làm cái cây gì vậy anh hai? Cây mắm à? Cây này là cây cốc. Cây cốc. Anh hai nói là cây cốc. Có cửa sổ chui vô kìa. Vui ghê á. Lên thôi. Mình lên mình phải anh Trí. Lên thôi. Cô bác anh chị, cái cảm giác mà đứng ở cặp bên cửa sổ gì là cái cửa nè. Một cái cửa độc nhất vô nhị luôn nè, đúng không? Chứ hình vuông để vừa mình bước qua thôi. Mục đích của cái cửa như thế này là để chắn gió. Anh hai nói những ngày
biển động thì gió ghê gớm lắm. Và mình phải bước vô đây. Bước vô đây thôi. Nhà anh Hai thì đơn giản hơn nhà của anh Trí. Ở ngoài được làm bằng cây. Cây này cây gì anh Trí? Cây cóc. Anh Hai mới nói mà quên rồi. Nhìn luôn thấy ở đực ở dưới kia. Và để cho hạn chế đồ lọt dưới thì anh Hai phải trải miếng bạc như thế này. Đó. Cái búa. Có trồng cây luôn á. Một cửa sổ. Một cửa sổ. Ở đây một cửa sổ. Đây là cửa chính đằng này ha. Nhìn ra ngoài kia thấy biển là kia kìa. Có xà lông, xin đất xà lông dồn qua lục nhậu á. Cho em uống miếng nha. Chén trà đúng nghĩa cô bác với anh chị của anh Hai nè. Và cái bàn trà đó chính là một cái miếng gạch này. Uống trà bằng bát không rồi. Cũng như miền Bắc. Dạ. Uống bát với trà. Không có ly trà này. Ngon à? Rồi cảm ơn anh. Có bánh luôn. Hôm nay thì là nhà anh Hai vừa có trà vừa có bánh luôn kìa. Anh Hai để bánh ở trong thùng kia. Khác. Nước nóng này ơi, nước này ngồi Hai còn hoàn toàn khác với ngôi nhà của anh Trí. Thì ngôi nhà của anh Hai cũng có buồng, cửa buồng. Cửa buồng là ở đây ngủ trong này. Ở đây là cái phòng khách. Và phòng bếp bên kia nhà vệ sinh. Nhưng mà anh Hai ảnh làm như thế này thấy nó có hay. Hay mà được một cái đó là gió ở dưới nó lên mát ha. Chăm trà uống thôi. Anh Hai Tết ở ngoài này luôn hả? Tết ra về quê mới ra. Dạ, vậy là em cũng may mắn rồi. Ba chén trà cho một ở trên một cái căn nhà. Đây là cái nhà vệ sinh. Cái này gió nhiều quá cái mình. Đây là cái phòng bếp của anh Hai, cái phòng cái căn nhà của mình là diện tích là được bao nhiêu anh Hai? Nó 5m, 6m là 10. 5 với 6 là 30. 30 mét vuông. Cái bếp ga cũng lợi hại rồi ha. Bếp ga lớn á. Bếp ga một bếp. Đó, đây là cái nơi để nè. Có phòng bếp 30 mét vuông mà vừa có phòng khách nè. Vừa có phòng ngủ nè. Vừa có phòng bếp, vừa có nhà vệ sinh mà vừa có máy lạnh nữa. Máy lạnh. Chi phí là thiết kế hết nhiêu anh này? Chi phí này khoảng hai mấy triệu ha. Dạ. Nhưng mà có một cái là gì nè, thấy nó để mình để đồ dụng cụ nhỏ nhỏ nó không được an toàn. Không được, che cái xu này nè. Dạ. Xu nào mình để đồ là ở nhà nó kêu như vậy, cái đóng này lấy cái miếng của em một đống luôn, nếu đóng là bít luôn á, đóng là dám có chừng bít cái miếng này dài này luôn á. Cái miếng chân chân đặng á. Không, mình để gì cho nó mát. Mát. Cái mùa kia là không có miếng gió luôn. Tới qua một tháng 2 tháng nữa là không có gió luôn. Nực. Trên nó nóng rồi thiếp dần dần nhưng mà gió biển dưới lồng lên mát. Gió dưới nó lồng lên. Trăng mà gì. Anh tự làm thế ha. Đinh này là anh Hai nói. Thợ cái đâu có tiền không. Cái cây này đóng đôi khi là đinh nó không muốn lủng luôn á. Đóng hao đinh lắm. Một lỗ đinh thì 2-3 cây đinh nó nóng. Mấy chỗ khó nóng cái nó nhảy cái văng. Văng đinh ra. Văng gớt biển luôn. Đóng nó cứng, không nhầm gầy ra dội băng công mình luôn. Nhưng mà cái tuổi thọ của cây cóc này là được bao lâu anh Hai? Này cũng bền lắm. Ở trong mát thì bền nhiều hơn mà ngoài nắng à? Bền lắm. Nắng mưa nó chịu nắng mưa. Cái đó là cào sò lông, cào bãi nhà đó, cái vỏ nó vỏ nhà của vợ. Anh Hai nói ngoài kia là cào sò lông với cô bác với anh chị. Và cái bãi này là sò lông này là ngay chỗ. Cái sò lông cái chỗ này là anh Hai nuôi luôn nè. Nên anh nữ là thoải mái rồi. Ở trong đó cái sò huyết thiên nhiên nhiều lắm mà bị cái nước lớn quá hả? Không có cái phòng nó bao chỗ đó. Của bộ đội á. Cái đó có bộ đội thế này. Bộ đội bao lại cái cảng. Cảng này lớn. Lúc đó mò trong đó là sò huyết luôn. Dạ. Yeah. Bên này trước người ta thả nghêu nhiều lắm. Còn nhiều lô cống ba tài ở đây là cái núi là núi lô cống. Cái núi này hình như là em thấy có cái hang nữa nè, nhiều hang lắm á. Anh Hai
Hai có lên đây lần nào chưa? Không vô cột, nó cùng ha. Nó trên nó dạ. Qua vô đó. Và chiếc cái chiếc ghe đó là chiếc ghe người ta đang cào sò lông, và hiện nay thì đang được bảo trì để chuẩn bị đi cào để mà thu hoạch sò lông tiếp theo. Sò lông thì bao lâu nó sẽ thu hoạch một lần anh Hai? 6 tháng. Nuôi từ nhỏ là con giống nó ở đâu mình có? Con sống từ ngoài khơi mình thu mua đem về mình đổ. Thu mua con giống đem về đổ ha. Lúc thả là 800 con ký. Là nhỏ nhỏ vậy mà. Là mình đâu có ương gì được. Không được, cái loại đó là chưa có ương được, có sò huyết và có một ký nó mình giống thì mình nuôi nhiêu tiền? 800 con thì nó khoảng tương đương lúc đó là 7.000 ký. 7.000 8.000 ký. Rồi mình cào về mình thảy nó xuống hí đại thôi. Thảy lấy len mình gãi như xào lúa vậy. Ờ. Xúc mình gãi gãi như cô bác lúa. Quý anh chị, sau khi ở nhà vàng của anh Hai xong thì mình với anh Hai với lại anh Trí với lại Sáng sẽ đi ra ngoài kia. Hòn anh Hai chia sẻ bên đây là hòn đá lửa nhỏ nè, lớn nè. Bên đây là hòn đá lửa nhỏ. Và việc mà anh Hai đi lên hòn đá lửa đó là thường xuyên. Anh Hai chia sẻ rằng là thời tiết như thế này là sóng vẫn còn nhỏ, vẫn đi vẫn được, vẫn an toàn. Nhưng mà bản thân của mình thì chưa đi ra biển, ít đi ra biển bằng những cái chiếc ghe nhỏ như thế. Thấy nó sóng chập chờn, nhìn rất là nguy hiểm luôn. Sau uống trà xong thì chắc có lẽ là mình sẽ đi ra ngoài đó để quay cho cô bác và anh chị xem những thước phim hay nha.